Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và mình dừng chân ở chỗ này là tại vì mình thấy cái khung cảnh ở đây á, nó khá là giống ở cái chỗ cái nhà cây lúc trước mà mình từng ở ha. Làm kiểu như là kỷ niệm ùa về luôn á. Ôi ơi, nhưng mà khoan, hình như dưới này nó có một cái... À, mình nhớ rồi, công trình này mình từng ghé qua một lần. Suýt nữa là bị mấy con sương nó bắn cho ha. Đi đai luôn rồi. Lần này mình sẽ phục thù. Đâu bọn chúng đâu? Ủa sao lần này xuống chỉ có cho mình cục thịt zombie thôi vậy? What the heck? Lại ta. Ôi nhưng mà nó có mấy cái banner đẹp quá trời nè. Đầu lâu gạch chéo luôn. Hợp lý. Nhà đang thiếu mấy cái banner để trang trí cho cái tàu hải tặc. Ấy cha cha. Ý trời, xin về luôn. Nó không cho mình cũng mang về ha. Rồi, cất cái trên đây. Lấy thêm cái này nữa. Xong. Ở đây lấy 8 cái luôn đi. Cho đủ bộ. Rồi, vô tình chúng ta sẽ có được 8 cái banner trang trí cho cái tàu hải tặc của chúng mình ha. Nhưng mà, coi nào. Ở đây là người bán đồ đúng không? Ồ, chính xác. Bán cái gì đây? Ồ, bán cái mũ, con mũ rơm. Mà giá có 360 đồng thôi. Rẻ vậy. Áo của mũ rơm luôn nè. Mua luôn. Trời. Đồ hơi bị rẻ. À được quá nha. Rồi mình mặc cái đồ của hải quân lâu rồi. Không mặc nữa. Giờ chỉ sang mặc đồ của Luffy mũ rơm đi ha. Cho nó đẹp. Ôi. Dữ dằn ta. Giờ mình thành Lộc mũ rơm rồi. Đây. Được phết. Có điều thì nhìn không quen lắm. Kiểu như hổm rày mặc cái áo của đô đốc hay quân quen rồi đó. Nên giờ mặc áo này nhìn nó hơi lạ một xíu ha. Nhưng mà chắc một thời gian rồi chúng ta lại quen thôi. À đây rồi. Cuối cùng cũng có được một cái con tàu trong cái chuyến mở màn ngày khám phá ngày hôm nay ha. Ừ nhưng mà né chỗ có mấy cái mụ nàng tiên cá da mạo ra mới được. Hát với cha hò để mê hoặc người ta. Rồi let's go. Khoan, mình tắt hết bóc rồi đó. Rồi, vô nào. Với trái mô cưa này tính ra mình tấn công cũng tương đối ổn á. Có điều là sát thương của nó thì không có quá là vượt trội cho lắm á. Đơn mục tiêu thì mạnh nhưng mà đa mục tiêu thì không mạnh cho lắm. Rồi, giờ thì xử nốt cái tên ở trên trước đi. Ôi, nhưng mà khoan. Ôi, sao mình nghe tiếng con quái vật gì ở dưới tầng dưới vậy? Ở dưới này có quái vật à? Ui. Ủa đâu có đâu. Ủa, sao mình nghe tiếng lạ nha. À đội trưởng hải quân. Đội trưởng hải quân nè. Cho vô khói mà hết khói luôn. Cho hết khói luôn. Mình sẽ cho hết khói hết. Hít khói đi. Với cái trái này. Mình sẽ cho tất cả bọn chúng hít khói no luôn ha. Rồi. Quét sạch chưa? À chưa à. Chưa thì quét sạch đi. Và cái rương đầu tiên. Đã cho mình một cái rương. Rương trái quỷ bằng sắt rồi. Mở màn có vẻ có lý ấy nhờ. Ủa, mình có cảm giác là hôm nay mình sẽ may mắn á. Hay là bây giờ tranh thủ lúc may mắn này mình sẽ... Úi, gần đây còn tàu nữa. Mình tính là mình định mở rương trái quỷ ngay trên tàu luôn á. Để coi chúng ta có trái quỷ mới để sử dụng trong chuyến khám phá này hay không. Đó cũng là một cái ý kiến hay á. Được nha. Mình sẽ mở liền cho nóng nè. Mở luôn cái rương bằng sắt này. Hy vọng là cái rương sắt đầu tiên sẽ cho mình một trái ác quỷ tốt để chuyến đi này càng thú vị hơn. Trái gì đấy? What? Một trái Zoan có tên là Saranomi Model Asolot. Wow. Hay nha. Chưa để mình tiêu diệt mấy con này đã. Ui sao bữa nay mình yếu vậy ta? Bữa nay mình hơi yếu hay sao á? Mình đấm mấy con này cả buổi mới chết. Rồi. Và đây là một trái hệ Zoan hoàn toàn mới nha. Wow. Model này hơi bị lạ nha. Phải tích liền mới được. Model Asolot Sarasara. Wow. Chính xác rồi. Với trái quỷ này thì mình sẽ trở thành Asolot nè. Wow. Bây giờ mình sẽ biến hình thử nha. Kỹ năng đầu tiên. Ui.
Trời, cái trái Zoan này hay cực. Mình sẽ biến thành Axolotl 6 múi này. Wow, bật Haki lên nữa. Căng cực nha. Dạ, nhưng mà ở hình dạng này thì kích thước mình hơi to nên mình di chuyển khá là khó khăn luôn. Ôi ui, còn lọt ở dưới nữa nè. Đây, biến thành dạng Axolotl 6 múi. Oh, hay phết. Khi mà mình biến thành dạng này thì có vẻ là mình sẽ tăng được lượng lớn độ phòng ngự á. À, tăng sức mạnh. Dạng 6 múi này là tăng sức mạnh nha. Còn dạng Axolotl Mini thì mình sẽ tăng tốc độ và hồi phục. À, mỗi dạng thì nó đều có một cái sức mạnh riêng. Hay phết. Đây nè, đây là dạng Axolotl Mini nè. Wow, được thiệt sự nha. Mà nhắc tới Axolotl thì không thể thiếu cái một cái khả năng, đó chính là khả năng bơi ha. Để xem coi với dạng Axolotl này thì mình sẽ bơi như thế nào. Oh no. Mặc dù là mình ăn trái quỷ biến thành một cái con vật có thể bơi, nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng từ cái lời nguyền á, nên mình vẫn không thể bơi ở nước một cách thoải mái á. Đấy cũng là một điều rất là lưu ý nha. Rồi, được, được. Bây giờ thì chắc mình sẽ lấy cái bè của mình. Yên tâm, mình lúc nào mình cũng thủ sẵn bè trong người đó. Để nhỡ những trường hợp giống như vậy nè, không có kỹ năng di chuyển tốt thì mình sẽ dùng cái bè để mình di chuyển cho nó tốt ha. Hên là gần đây vẫn còn tàu kiểu như là hải quân cho mình test sức mạnh đó nha. Không biết là những kỹ năng của cái trái Axolotl này sẽ là như gì nhờ. Mình có tới 3 kỹ năng. Ok, có 3 kỹ năng tấn công á. Không biết có phải tấn công hết hay không, hay là có những kỹ năng bổ trợ khác nữa. Đây, đầu tiên là áp sát vô trong trước đã. Lâu lắm rồi mới dùng cách áp sát này á. Sẽ để ghép bộ sẵn vô người ha. Ôi, gì đây? Trời ơi, hú hồn. Hú hồn chim én á. Đâu ra cái thanh niên zombie chết đuối ngồi sẵn lên thuyền mình á. Rồi, mình sẽ dùng ghép bộ để mình bay lên cho nó tiện nào. Bay lên. Bay lên. Cuối cùng cũng ghép bộ lên rồi. Rồi rồi rồi, vô vô vô. Biến thành dạng 6 múi nè, sợ chứ mấy cưng. Không sợ chứ gì. Không sợ thì cũng phải sợ đi. Rồi, kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng đầu tiên là mình sẽ bắn ra một cái chất độc gì đó. Đấy đấy, kẻ địch chúng chiêu sẽ trúng một cái loại độc từ cái sức mạnh Axolotl của mình ha. Nhưng mà kỹ năng này có vẻ không mạnh lắm. Còn kỹ năng tiếp theo. Kỹ năng tiếp theo là hồi phục. Một kỹ năng tấn công, một kỹ năng hồi phục ha. Còn kỹ năng cuối cùng, Bladed. Ôi trời. Mình sẽ giả chết à? Really? Mình sẽ giả chết. Mình phải ở cái dạng thứ hai này nè, cái dạng Axolotl Mini thì mình mới giả chết được. Đây. Trời, có skill giả chết luôn. Và trong lúc giả chết thì mình sẽ được hồi phục rất là nhiều ha. Nè, hồi phục cấp độ 3 luôn nè. Rồi, hết giả chết là mình có thể tiếp tục chiến đấu rồi. Cũng ok la, cũng ok la. Cái này cực kỳ thú vị ha. Nhất là ở cái hình dạng của nó. Được, được, được nè. Rồi, và chắc đa số thì mình sẽ ở cái dạng mini thôi. Vì ở dạng mini thì mình sẽ có thể kiểu như là di chuyển rất là nhanh và mượt mà luôn á. Kết hợp với Haki vũ trang toàn cơ thể nữa, là một cái sức mạnh cũng tương đối lớn á. Và cái tàu này cho mình hai cái room kèm một cái thư chi nã. Xem nào, thư chi nã giá bao nhiêu đây? Mình biết rồi. Khi mà mình lập một cái băng hải tặc á thì mức tiền tri nã của mình đã bị cố định rồi nè. Cái mức tiền của mình từ bữa tới giờ vẫn không tăng lên. Và kế bên cái hình tri nã của mình còn có hình logo băng hải tặc của mình nè. Wow, hay phết nha. Giờ đó, cái tấm poster này chắc mình phải mang về thôi, tại vì nó có hình cái băng hải tặc của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ qua tiếp cái tàu kế bên. Gần đây nó vẫn còn một cái con tàu hải tặc nữa. Mà tiếc quá à, cái trái Axolotl này nó không có kỹ năng giúp mình di chuyển nó tốt hơn ấy. Nó toàn là kỹ năng thiên về chiến đấu thôi, phục vụ vô chiến đấu là chính ha. Chạy đi đâu? Axolotl 6 múi. Ôi trời, chưa kịp đánh nữa, bọn chúng đi hết rồi. Thôi vậy thôi, không đánh nữa. Giỏi rồi. Gì đâu.
Lâu rồi mới có mấy thanh niên láo cá như vậy. Vô. Vô. Giỡn mặt hả? Ôi, sao mấy thanh niên trâu vậy? Không được rồi, phi viên thành dạng sáu muối thôi. Dám ăn hiếp hả? Vô đây. Tay to mặt bự nè. Giỡn mặt. Ui, mình còn đấm lan cơ. Ô, ở cái dạng này mình đánh, có thể đánh lan hay sao ấy. Hồi nãy mình đánh một tên mà hai tên lăn đùng ra chết kìa. Sợ chứ mấy cưng, vô. Ủa đâu có đâu ta. Ủa vậy sao hồi nãy mình cảm giác mình đánh lan được nhờ. Nhưng mà nói chung là cũng rất là mạnh đấy. Ồ, thêm một cái rương bạc nữa nè, rương sắt nữa nè. Ủa? Bữa nay thời mình tới rồi, mình toàn là mở ra rương sắt thôi. Nhân phẩm cao rồi. Được quá nhờ. Mình có nên mở thêm rương trác quỷ không? Kiểu đang hên như vậy thì mình nghĩ là mở rương trác quỷ nó sẽ hên lay á. Được. Mình sẽ tiếp tục mở thêm vài cái rương sắt nữa để xem coi. Lần này thì rương sắt sẽ cho mình trái quỷ gì nha. Thêm một trái hệ Doan nữa nè. Ồ, ngài hội trái Doan hay sao vậy? Trái này có tên là Zonomi ha. Mình chưa biết trái này là sẽ biến thành con gì. Bỏ túi trước. Chưa biết biến thành con gì thì tốt nhất là nên bỏ túi đi ha. Được, mình còn hai cái rương sắt nữa. Mở luôn cho nóng nào. Tiếp theo có khi nào lại là một trái Zoan nữa hay không? Ồ không, tiếp theo là trái hệ Paramecia rồi. Nó có tên là Hananomi á. Nhìn cái trái này như một cái đóa hoa vậy. Đẹp cực kỳ. Ồ, đây có vẻ là trái quỷ đẹp nhất từ trước tới giờ mà mình nhặt luôn á. Được được. Rồi giờ có Paramecia nè. Có Zoan rồi. Giờ thì còn thiếu Zoan thần thoại với Logia trong ngày hôm nay thôi. Liệu rằng mình có thể mở ra được hai cái hệ này hay không? Thử nhá. Rương sắt kế tiếp. Mình mình có lại trái Gomu rồi. Ok, chắc cũng ý trời rồi. Chắc tại thấy mình mới học được hai cây vũ trang toàn cơ thể hay sao á, nên cho mình lại trái Gomu để mình test cái gear 4 hay sao á. Cũng có thể lắm. Có vẻ đó là thông điệp của vũ trụ ha. Rồi, và bây giờ là cái rương gỗ, cũng là cái rương cuối cùng trong ngày hôm nay nè. Liệu rằng nó sẽ cho mình trái gì đây? Cho mình trái Supernomi rồi. Trái này thì bị trùng mất rồi. Như vậy thì mở 4 rương thì được hai trái mới với lại hai trái từng mở ra ha. Nói chung thì cũng tạm đi, nói chung là cũng được. Còn bây giờ thì nghiêng nghía gần đây coi còn cái tàu nào không. Có vẻ là gần đây hết tàu rồi. hết sạch sành xanh luôn rồi. Chắc mình phải đi tiếp á. Để chúng ta tìm thêm tàu thôi mới được. Hôm nay đang hên nè. Mình phải tranh thủ lúc hên để chúng ta đi tìm ha. Ui mà chết rồi, nãy quên lụm cái bè là giờ còn có đúng cái bè thôi. Phải chắc chiêu cái bè này nha. Đi mới được có vài cái chèo thuyền thôi hả? Mình lại gặp thêm hai con tàu mới rồi. Wow. Được nha, bữa nay quả thật là một ngày nhân phẩm cao của mình. Rồi, bây giờ thì bước vô trong thôi. Ồ, chưa gì bọn chúng đã bắn đạn độc rồi kìa. Chết tiệt, dám bắn đạn độc mình với mình hả? Này thì bắn đạn độc nè. Mình sẽ cho nó ăn cú đấm của Axolotl 6 muối. Axolotl 6 muối nè. Ui, chúng độc. Ây da, ui. Chơi mà bắn đạn độc đau quá. Rồi, thêm một cái rương gỗ. Bữa nay hên vậy nhờ. Kiểu như mình có cảm giác là thuyền nào cũng có thể cho mình rương hết á. Mình thích cảm giác này. Nhưng mà chỉ thiếu mấy cái rương vàng thôi. Hồi nãy giờ chưa có cái rương vàng nào luôn. Bên đây thì sao? Bên đây thì có thêm đồ ăn cho mình. Được, bỏ túi. Bây giờ mình cần rương vàng nha. Vì trong rương vàng nó sẽ đặc biệt có những cái trái quỷ cực kỳ hiếm luôn. Mà chỉ có rương vàng mới có thôi. Nên mình rất muốn là có thêm những cái rương vàng này. Ok, hy vọng là một xíu chúng ta sẽ may mắn ha. Còn bây giờ thì qua cái con tàu tiếp theo nào. Bye bye mấy con này đi. Mình sẽ đánh nhanh rút gọn rồi chúng ta qua tàu tiếp theo. Ui, không phải một đâu mà hai con tàu tiếp theo luôn. Được. Ây, trời ơi. Hên thiệt sự. Hên là cái bô kịp á nha. Rồi, vô đây thì... mà khoan. Bây giờ mình đang hệ Paramecia nên là mình có thể dính đòn rất là đau đúng không? Vậy thì mình nên gắn vào Haki quan sát cấp cao. Để mình không có thể chúng skill nữa.
chứ bọn chúng bắn đạn lửa như vậy thì giật máu khó chịu lắm. Rồi, đi xuống dưới. Tiếp tục là mở room. Ui, hết hên rồi. No. Nhân phẩm của tôi đâu? Hết hên rồi sao? Không, không thể nào như vậy được. Biến thành Asolo sáu múi. Đấm nhau với đội trưởng hải quân nè. Vô. Ui, hắn dùng cái tuyệt chiêu gì mà mình yếu đuối rồi. Oh. Bây giờ những tên đội hội trưởng hải quân còn có cái khả năng kiểu như là làm yếu mình nha. Kiểu như đánh không lại rồi tìm cách để làm cho mình yếu đi vậy đó. Chơi lại thì chứ. Rồi. Gần đây vẫn còn một con tàu đúng không? Chính xác, vẫn còn một con tàu bên này. Chúng ta vẫn còn cơ hội nha, rương vàng. Kiếm một cái rương vàng đầu tiên trong ngày nào. Chưa, để tìm tìm góc cái đã. Tìm cái góc đẹp đẹp mình bay qua bên đó coi. Ui da. Biến thành dạng này nhỏ nhỏ khó di chuyển quá. Rồi rồi rồi. Bắt chứng, bay qua nè. À, slot sau muối bay hơi bị dữ luôn. Thêm một cái nữa. Rồi. Ta tới đây. Kích hoạt Haki lên. Đừng hòng đánh chúng nha. Có được cái Haki quan sát này mình có thể đạt được sức mạnh khá là giống hệ Logia ha. Là né được những cái đòn đánh luôn. Đó, nên rất là tự tin. Giờ thì rương vàng. Ờ cũng là vàng nữa nhưng mà không phải là rương vàng ha. Vôi vàng đó. Buồn vậy. Các người phải trả giá về việc không có rương vàng. Các người hãy trả giá đi. Cái trái quỷ này á, nó chỉ thiếu đúng một cái kỹ năng diện rộng á, là hoàn hảo luôn. Nó vừa có tấn công, vừa có hồi phục. Chỉ thiếu kỹ năng diện rộng à. Mà cái phong cách chiến đấu của mình cũng không có kỹ năng diện rộng nữa. Khá là sâu. Ê, không hẳn. Kỹ năng xem mộng không? Mình thử mình áp dụng vô cái dạng Axolotl không lồ coi. Chưa. Ủa đâu cái thư chị não mới vậy? Ui. What? Khoan. Cái gì? Tăng. Nó tăng một cách chóng mặt như vậy sao? Từ 94.000 Belly. Ồ nhưng mà hình như 94.000 Belly là từ mấy hôm trước hay sao á. Bây giờ nó đã lên thành 160.000 Belly rồi. Ồ, mình đã vượt qua cột mốc 100.000 Belly rồi nha. Giờ là cũng có gọi là có tiếng trong giới hải tặc rồi đó. Đi đâu? Người đi đâu? Mình sẽ thử coi mình có thể quay được không. Ồ, mặc dù mình là Axolotl nhưng mà mình vẫn có thể quay được nè. Ồ, được nha. Như vậy thì mình có thể kết hợp cái dạng Axolotl với lại cái kỹ năng xoay màu mồng của mình để tăng cái sức mạnh hơn. Và tạo ra một kỹ năng tấn công diện rộng luôn. Sự kết hợp này mình nghĩ cũng rất ok đấy. Rồi. Còn bây giờ thì tranh thủ ghé qua mấy cái tàu con kế bên để chúng ta kiếm thêm ha. Đây, chẳng hạn như tàu bên đây. Đi. Qua bên đây coi thử coi. Tàu này có vẻ là thường là chỉ có cái tên hải tặc cầm súng thôi à. Được luôn. Xuống dưới quẩy luôn. Giờ gặp thanh niên nào mình cũng xúc hết á. Không có ngán đâu. Rồi xuống dưới một cái. Ồ mình nghe tiếng hắn đâu bên đây nè. Ồ bên đây đúng không? Chính xác rồi. Ouch. Ui sao xui vậy. Rớt ngay cái vũng nước cái mất năng lực trái quỷ luôn. Hơi sukana nha. Ouch. Ui. Từ. Bắn dữ vậy. Ouch. Gì đâu mà bắn ghê dữ không biết nữa. Trời đất ơi. Nó bắn lũng thuyền xong rồi mình lọt xuống nước luôn mà. Bây giờ mình không ngán hải quân các thứ đồ đâu, mình chỉ ngán mấy tên cướp biển giống như vậy thôi. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Không được rồi. Mình phải dùng tuyệt chiêu là giả chết của mình thôi để chúng ta hồi phục lại mới được. Đó coi kìa, khi mình giả chết coi tốc độ hồi phục của mình kìa. Siêu khủng khiếp luôn nha. Quá ghê gớm luôn. Rồi, sau khi hồi phục xong thì mình sẽ ngừng giả chết ha. Được lắm, các người dám bắn ta chứ gì. Ta sẽ trở lại. Lợi hại hơn thì không biết. Từ, phải test mới biết được. Ui, tên thuyền trưởng. Ouch. Tên thuyền trưởng khủng khiếp. Giỡn mặt hả? Gipper nổ chết luôn.
Đường đường là một tên thuyền trưởng nhưng mà bị Ripper nổ cái banh xác. Sao mà đỡ được. Để mình uống miếng rượu vô coi. Ôi, ui rượu này mạnh thế. Ouch, ouch. Ui, rượu mạnh, uống có một miếng thôi mà. Trời đất ơi. Xây xả mặt mày rồi. Hơi chén. Trời đất ơi. Ngủ mạnh quá, chóng mặt. Đây, uống miếng sữa vô. Ui, cái rượu của mấy thanh niên này mạnh quá. Này thì pha rượu mạnh. Này thì bắn nè. Gì đâu mà đánh chiếm một cái tàu hải quân nó còn nhanh hơn đánh chiếm một cái tàu hải tặc mini nữa. Rất là mất thời gian nha. Thiệt sự luôn á. Mình nắm đầu thanh niên này mình quay tiếp á. Này thì láo tét nè. Mình xoay cho hắn biết như nào là chóng mặt luôn. Này thì nên dám khịa khịa mà. Hơi bị bất ổn nha. Có đúng con tàu này thôi mà. Quá nhiều thứ xảy ra luôn á. Ôi trời. Thôi, đủ rồi. Làm miếng thịt vô biển rồi té thôi. Sợ lắm rồi đó. Ui. Ơ kìa. Hết bị trúng độc ở bên ngoài biển, bây giờ vô đất liền cũng trúng độc nữa. Láo tét. Ồ nhưng mà bọn chúng đi hết à. Bọn chúng tự xử nhau hết à. Ok vậy thôi. Vậy thì đỡ nguy hiểm ha. Wow. Nhưng mà phải công nhận một điều á. Là cái trái. Ôi. Ui đằng kia có cái con rồng. Cái trái quỷ Joan biến thành Axolotl này khá là hay á. Bây giờ mình sẽ biến thành dạng Axolotl 6 muối rồi chúng ta nắm đầu con rồng mình quay thử coi được hay không. Ok thử nha. Mình giờ cũng đâu thua kém con rồng đâu. Ui mình không thể nắm đầu con rồng được. Cắn thôi. Này thì gồng. Ui da mình bị quá tải ha cây ơi. Này thì gồng. Khô máu luôn. Ui. Wow. Trận chiến giữa Axolotl 6 muối và con rồng hơi bị căng nha. Ồ nhưng mà ít ra thì mình vẫn chiến thắng được. Đánh giá của mình là cái trái này đơn mục tiêu kiểu như solo 1-1 là rất là mạnh nha. Cái đó là mình chưa dùng kỹ năng siêu hồi phục hoặc là kỹ năng giả chết của mình á. Ờ mà ví dụ mình dùng kỹ năng giả chết thì địch có ngừng đánh mình không? Để mình thử coi. Ôi như mấy tên niên này không dám đánh mình. Quên mất. À, phantom xúc giả chết nè. Ơi, mình giả chết nhưng mà nó vẫn đánh mình được nha. Ui nó vẫn biết là mình giả chết nên nó vẫn dí theo mình nè. U ra là bậy vậy thôi. Kỹ năng giả chết chỉ áp dụng vô một số tình huống thôi nha. Ê, đây là đây là một cái phiến bonus clip khác. Được quá cà. Nhưng mà khoan để mình xử thanh niên này cái đã. Người láo. Người dám láo tét hả? Dạ sao mình cao vậy. Mình không đi qua được. Mình không đánh thắng được. Người dám láo tét hả? Giỡn mặt. À slot xoay như mông. Ok. Đang xoay mà. Này thì dám. Này thì chống cự hả? Chống mặt chưa cưng. Chống mặt chưa. Trời ơi nó bắn mình kìa. Giờ không biết là Axolotl hay là con nhím nữa. Nó bắn gì. Ui. Dám bắn vô ngực. Dám bắn ta. Rồi trở lại với cái miếng bonus clip này. Để xem. Có vẻ nó cũng khá là to á. Nhưng mà có một điều đây là mình không thể đào những cái miếng bonus clip này mang về nhà. Thế nên là bây giờ mình chỉ cần ghi lại cái miếng bonus clip này thôi á. Rồi mình đã ghi lại xong rồi ha. Ok giờ về nhà cho cái bé dân làng ở trên thuyền mình đọc thôi là được rồi. À mà sẵn tiện mình sẽ lên đây mình coi thử coi. Ồ trên đây cũng có rương nè. Nó có cực kỳ nhiều những quyển sách luôn. Ui chuyến này mình giàu to. Ồ còn có quái vật nha. Từ có táo vàng ngồi sách. Ui sách sửa chữa cái thứ đồ cả đống rồi. Giàu rồi. Bộ tộc OT. Mình sẽ coi tên tộc trưởng ở đâu nha.
cái ghế tên tập trưởng kìa. Được, được. Mình sẽ dùng tiệc kỹ xây mồng mồng của mình với sức mạnh của Axolot 6 muối nữa. Mình tin là mình có thể đánh bại được tên tập trưởng này nhanh thôi. Rồi, giờ thì bật Haki quan sát cấp cao lên nha. Vô. Sao mà đỡ được? Bất ngờ chưa? Ui. Mình có thể nắm tên tập trưởng này. Này thì tập trưởng. Này thì tập trưởng. Ui, hồi nãy các bạn có thấy mình nắm cái tên tập trưởng này chưa? Mình xoay trong vòng một nốt nhạc thôi. Quá là ghê gớm luôn á. Này thì nhờn hả? Rồi, giờ thì lượm cái mặt nạ của tên tập trưởng nè. Mình có thể đeo vô một cách thoải mái thôi á. Nó cũng cho mình hai giáp đấy, không đùa đâu. Và cái này sẽ không bao giờ vỡ nữa. Ồ, được luôn. Ủa sao mấy tên này vẫn đánh mình ta? Ui láo thế nhờ, dám chọc giận tộc trưởng Axolot à? Giỡn mặt á, tộc trưởng Axolot quay vòng vòng nè. Dám tập trận tộc trưởng, cho người chóng mặt, ngẫm của tỏi luôn. Ồ, mấy tên này không biết lễ độ gì hết, gặp tộc trưởng không chào thì thôi, mà còn đánh tộc trưởng nữa. Ok, như vậy thì mình đã quét sạch xong cái bộ tộc láo tét này rồi. Mấy cái mặt nạ này mình có thể mang về để triệu hồi ra mấy tên lính á. Cũng khá là ok la đó. Ừ, mình sẽ đưa mấy thanh niên này làm thiền viên cho con tàu của mình. Hợp lý nè. Được nha. Có lý, có lý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái mặt nạ tương đương với 8 thuyền viên rồi. Yeah, quá đã luôn. Rồi, và cạnh đây nó còn có khu vực gì lạ vậy? Ồ, để mình di chuyển vô trong mình coi thử coi. Ồ, đây giống như là một cái thành phố trên sa mạc vậy. Ui, còn có zombie nữa kìa. Yêu, sợ quá, giả chết. Không thấy tôi, không thấy tôi. À, quên, giả chết nó quýnh mình được. Oh, no. Vậy thôi mày quýnh nó luôn, sợ gì mình 6 muối mà. Mình là Axolot 6 muối mà sợ gì. Sợ gì mấy con này. Gặp là trụng thôi. Nhưng mà không biết nó có đồ trong này không nhờ. Chưa, để mình tìm coi nó có rương không. Tính ra đồ trong đây cũng được phết. Không quá tệ. Ồ, nhưng mà ngoài zombie, rồi xương các thứ ra thì mình còn nghe tiếng của mấy tên cướp dân làng. Nó núp ở đâu vậy ta? Hơi gung nha, núp ở đâu vậy? Ui, không phải cướp dân làng đâu. Mà là mấy cái con mà phân thân, mấy con phân thân bắn cung á. Mấy con đó cũng nguy hiểm lắm. Ui, cái làng này nguy hiểm thế nhờ. Nè, trên đây nó có cái chỗ cao chưa cơ. Ồ, nguyên một cái tòa tháp luôn. Ồ, đây có rương nè. À, vô tình đáp ngay chỗ cái rương luôn. Hợp lý, mình sẽ lượm đồ mang về mới được. Tiếc. Ouch. Thì ra các ngươi chọn cái chết. Mình chụp nó lại. Rồi, tao chụp ngươi, tao quay vòng mồm luôn. Phantom á. Này thì Phantom nè. Mình nắm cùng Phantom, mình quay như chóng chóng luôn. Con này nữa, ngươi lại đây. Cú đấm của Axolot 6 muối nè. Giỡn mặt. Rồi, giờ thì bước vô cái chỗ căn phòng to nhất trong cái thành phố này. Ủa, căn nhà to nhất trong cái thành phố này ha. Wow. Trời, nó còn có bàn pizza nữa nè. Wow. Mấy tên này giàu có phết. Có bàn chơi pizza luôn. Thích thế nhờ. Phải chi mình cũng có cái bàn giống như vậy thì hay ha. Ừ, ta không có mà các ngươi có. Thì ta sẽ đánh các ngươi. Cho các ngươi nghỉ chơi luôn. Ơi, trên đây có rương đôi. Ui, mà rương này có TNT. No. Thôi xong rồi, banh hết rồi. Thôi xong rồi. Mà để coi coi bây giờ mình đã trở thành Axolot 6 muối rồi. Mình có thể BK với cái anh khổng lồ được không ta? Không biết mình có đủ sức để mình nắm ảnh mình quay mồm mồm không? Thử nào. Mình đi vô. Sau đó mình sẽ nắm ảnh mình quay thử coi. Ui. Mình có thể nắm anh Cyclops một mắt. Quay mồm mồm nè. Ồ, vậy ra mình cũng mạnh phết nha. Không đồ đâu. Mình còn có thể solo với ảnh à. Vô.
để coi ai sẽ mạnh hơn. Anh không có sáu múi chứ tôi có sáu múi đó. Vô, bước vô, quay anh thêm cái nữa nè. Quay anh thêm cái nữa, để xem anh chịu nổi không. Anh chịu nổi không? Nói chung là biến thành dạng Asolot sáu múi này là mình không sợ nha. Quá là ghê gớm luôn á. Ôi mà đủ rồi, mình nghĩ là mình nên trở lại cái vùng biển thôi, hoặc là trở về nhà luôn cũng được. Quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Ui dồi ôi, giờ mời người mình kìa. Tàn tích của trận chiến vừa rồi á, mũi tên nó ghim khắp người hết. Còn đúng cái tên kia thôi. Đi xâm lược rốt cuộc. Đi lạc ngoài đó. Đi lạc thì cho đi luôn. Đi lạc thì cho đi luôn á. Rồi ok, mình đã chiến thắng cuộc xâm lược rồi. Ui dồi đất ơi, cái thuyền mình nó bất ổn nha. Rồi và công việc đầu tiên sau khi trở về nhà là mình nhờ các bác dân làng kiểu như là đọc phiên bộ này clip. Bác sợ quá, bác xuống đây núp rồi. Để mình đưa bác này vô lên, lên trên này ha. Trên này nó an toàn hơn chứ trong phòng là quá nhiều lắm, nó không đưa vô phòng đâu. Giờ mình sẽ cho bác ấy cái miếng này. Đó, bác ấy đã đọc giùm mình rồi ha. Giờ thì chỉ cần nhận nhiệm vụ thôi. Ơ, ôi bị trùng á. Trời đất ơi, mình bị trùng rồi. Nghĩ sao vậy? Khó như vậy mà cũng được luôn. Gặp phiến bone clip đã khó rồi mà mình gặp ngay cái phiến bị trùng nữa. Tưởng đâu chứ này về là có nhiệm vụ mới rồi. Tạm thời gác qua cái chuyện bị trùng phiến bone clip đó đi ha. Giờ mình sẽ treo cái thư tri nã của mình lên trước cái đã. Đây đây đây, treo lên cái mức tiền tri nã mới nha. Oh wait what? Lại có tiền tri nã mới chăng? Ơ, hình như mình có mức tiền tri nã mới rồi. Hồi nãy mình thấy có cái lá thư tri nã nó rớt đâu xuống dưới này nè. Mà mình chưa có kịp lượm. Thôi xong rồi, lạc mất thư tri nã rồi. Đại khái bây giờ mức tiền tri nã của mình đã trên 160.000 Belly rồi đó. Quá là căng luôn. Và để ăn mừng cho mức tiền tri nã mới này, mình sẽ mở một cái rương bằng gỗ mới ha. Hy vọng là cái rương gỗ này sẽ cho mình một trái quỷ mới hơn. Tại vì hôm nay mình đã có được ba trái quỷ mới rồi, tính cả cái trái Saranomi mà mình đang ăn ha. Để xem với rương gỗ này mình có được trái gì nào. Oh what the heck. Ok, mở xong cái mất cái rương luôn rồi. Ơ à, cho mình trái gì vậy? Ủa, ơ kìa, bịp rồi. Cái rương không có trái ác quỷ. Mở xong mất cái rương luôn. Thấy vậy thôi chứ trong đây còn nhiều trái mà mình chưa có test lắm. Nên từ từ thì chúng ta sẽ test lần lượt ha. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đưa những cái thuyền viên đầu tiên lên cái con tàu của mình ha. Những cái thuyền viên bất ổn này, đó chính là những thanh niên trong bộ tộc OT nè. Dữ nha, giờ mình có thuyền viên rồi nha. Gai dán một hải tặc hơn rồi đó. Đây nhưng mà thuyền viên này hơi kiểu như hơi ồn ào một xíu nha. Và như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có được một cái trái quỷ tương đối thú vị ha. Đó chính là trái Saranomi Model Axolot nè. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tìm ra được những trái quỷ xịn sò hơn với những năng lực nó hữu ích hơn trong cái việc đi khám phá của mình ha. Cái trái này thì nó thiên về chiến đấu hơn là đi khám phá. Rồi hy vọng là vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp của mình. Bye bye.